Dạ, xin chào cả cô anh chị, mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là chiều hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong chiều thì cũng lên cô anh chị mình ít cái mã số thôi, chiều nay là con lên đơn giản nha anh chị, thì cũng có bình lợi với nhị ngọc toàn thôi. Đầu tiên thì con lên mấy cái mã số nhị ngọc toàn trước nha, thì cũng có cây cũ có cây mới nha, tại con quay sơ lại cuối mùa thì con ít cây rồi nha cô anh chị mình thông cảm giùm, quay hàng ế hoài nó cũng ngại ha. Đây thì đầu tiên cây nhị ngọc toàn, chuyên như ngọc toàn đầu tiên nha các anh chị. Cây này thì nói chung là nằm trong chậu 2 đế thì nó cũng khá hoành, nó khoảng 10 thôi. Cây này ghép được nè, đếm cho các anh chị mình xem nè, 1 2 nè, 3 nè, 4 5 bo nè ha. Đó. Một cây nhị ngọc toàn ghép 5 bo chưa vô dây nha, vô kẽm rồi thì cây nó sẽ đẹp hơn nha các anh chị, tại chưa vô dây quay tận vườn á. Cô anh chị mình cần mua, nếu mà đặt hàng con sẽ vô dây, còn không thôi thì để cho nó phát triển tự nhiên nha các anh chị. Đây cho anh chị mình thấy ha. Rồi, cây này mã số đầu tiên 300k bao ship ha. Và tiếp tục mã số 2. Cây này ế nè. Chính xác ế luôn. Rồi, cây này bữa hổm bán 260 ha. Nay bán của anh chị mình 250 luôn, bao ship của anh chị mình luôn. Cây đế rất là quái, rất là đẹp nha. Hôm nay giảm giá của anh chị mình luôn 250.000. Và còn bên đây vàng bên đây ha. 220.000 đồng giá nha. Là mã số 3 đây, 220.000. Nhị ngọc toàn nha anh chị, tại vì một giống một con quay con giống một à, nhị ngọc toàn 220. Mã số 3. Mã số 4 cũng 220 luôn, để y chang vậy luôn, 220.000. Cái này thì nói chung là không có giảm giá được nữa nha các anh chị. Giá này thì nó cũng rất là mềm rồi. Đấy 220.000 mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Cũng 220.000 luôn. Đấy tàn nhánh thì nó khá hơn tí xíu, vô cọng dây lên nhìn là nó sẽ khác cái cây liền. Cái này nói chung là chưa có vô cọng kẽm á các anh chị nên con không dám lận lên á. Lần vô nó lật cái bom mất tiêu ha. Rồi, cái này mã số 5 cũng 220 luôn. Mã số 6 củ đế dày luôn nha các anh chị, cũng 220.000 luôn. Đây cũng nhị ngọc toàn luôn nha. Giống thì đảm bảo của anh chị là con bán ra không có bậy tầm bạ giống đâu. Chỉ có cây nhỏ, cây xấu quắc thôi, nhưng mà cây nhỏ tiền thì xấu quá ha. Còn mà cây mà bự tiền thì nó đẹp hơn. Vậy thì thôi, của anh chị mình cứ xem kỹ cây. Là mã số 6, cuối cùng mã số 7. Đây, cũng có đế dừa dừa nha các anh chị. Vậy đó, cũng 220.000 bao ship luôn. Là từ mã số 1 300, mã số 2 250 và còn tất cả từ mã số 3, 4, 5, 6 và mã số 7 đồng giá 220.000 một cây. Bao ship của anh chị mình luôn tới tận nhà ha. Đây, cây cũng tương đối khá nha các anh chị. Và còn đây là mã số 8, cũng là một cây mai nhị ngọc toàn gốc lớn lọt lòng chậu 3 tấc. Cây này hàng ế 600k bao ship ha. Nói chung là hàng lúc gà là nó đã mềm giá lắm rồi nha các anh chị. Này là con không có bớt nhiều được các anh chị mình ha. Đây, hoành lớn, chậu thì chậu bự nha các anh chị. Chậu bự nha, mấy cái kia chậu bành không à. Cái lô này chậu bự thì lên giới thiệu các anh chị mình cây hàng ế thôi nha. Đấy, 600k bao ship của anh chị mình luôn. Cây thì cái lượng bo nó cũng khá là nhiều nha các anh chị, chứ không ít đâu. Mùa này cây này thì nó xứng đáng cây ha. Và tiếp tục thì con lên một cây siêu bông bình lợi ha. Cây này là con bấm ngọn đang tẻ nhánh rất là dữ nha các anh chị. Đây, hàng chậu, ship chậu của anh chị mình luôn, đế nơm dữ. Đây, bán lô này là bán đế nha các anh chị, đế khá nha. Chậu thì chậu kiểu đẹp nha các anh chị, đây là hàng mẫu của anh chị mình đây. Đấy, bo thì của anh chị mình thấy nó đang ra nè, cây nó đang ra tàn nhánh đều nè. Đấy, bo nó đang sung mạnh, bo mập nha các anh chị. Rồi, cây này một cây đế nơm siêu bông bình lợi. Chịu khó là mình gỡ đất ra, đất còn chưa gỡ hết đâu các anh chị. Thấy vậy chưa, cây đẹp nào lắm ha. Lô này thì đế ít nha, ít có mấy cây đế này lắm nha các anh chị. Này là bằng cái miệng chậu luôn, bộ đế nó bè bịch miệng chậu luôn. Rồi, cây siêu bông bình lợi mã số 9, 600k, bao ship của anh chị mình tới tận nhà nha. Cây rất là đẹp nha các anh chị. Còn mà dạng mà đế dạng thường thường dày thì nó nhiều, 400, 450 thì nó cũng rẻ nha các anh chị. Bo thì thậm chí nó có dài hơn luôn, nhưng mà dày thì giá nó có chênh lệch nha các anh chị. Tại vì cây nó đẹp thì nó sẽ khác, giá nó sẽ khác ha. Và kế tiếp mã số 10. Đây, mã số 10 cũng mồi là một cái hàng đế nơm luôn. Cây thì đế nó to bự nè. Xem cây đó với cây này ha. Cây kia thì con có xếp chậu nha, cây này thì con không có xếp chậu nha. Nhưng mà cây nó to hơn, nó bự, nó đẹp hơn rất là nhiều nha các anh chị. Đây, tại đợt hởm là khoảng chừng tháng rồi là con có cắt bo mấy cây này rồi, nên cây nó rất là sung, cây nó già lắm nha các anh chị. Già cây nhưng mà bo nó không được dài thôi. Chịu khó thì mua cái này chơi đế ha.
Rồi cây này thì cũng 600k bao ship của anh chị mình luôn, một cây ship có chậu và một cây cây này mã số 10 không có chậu nha các anh chị. Đấy thì cũng đồng giá 600k bao ship của anh chị mình luôn, là cây mã số 10 ha. Và bên đây thì con còn là số cái hàng mà mang 100.000 ha. Hàng này hàng siêu bông Sài Gòn có một loại thôi nha các anh chị. Để của anh chị mình nó có nhiều loại, bình lợi thì không có cái loại này ha. À, cuối clip thì cũng giới thiệu của anh chị mình sơ là mấy cái hàng 50k ha. Nói chung là ở trên đây thì con ít á, thì quay sơ sơ của anh chị mình vậy thôi. Chứ cây bây giờ là đang xả, là chuẩn bị vô dây, là gỡ dây ra, chuẩn bị là đi Tết hết rồi nha các anh chị. Này Phú Tân thì nó hơi nhỏ nè. Còn máy này là bình lợi 50.000, thì mấy cái loại khác cũng vậy, đồng giá luôn nha các anh chị. Đấy, máy này giảo đồng tiền, siêu bông Cần Thơ, rồi giảo tam sắc ngọc mai gì đó, cúc kem gì đó, linh tinh đó. Thì cứ 5 cây là bao ship, 5 cây là bao ship của anh chị mình ha. Thì 50.000 cây, đơn hàng 250 thì có tặng cây nhỏ, hên xui, tùy theo loại nha. Cúc thì có nhiều loại cúc lắm như vậy, trên dưới cũng khoảng mười mấy 20 loại cúc nha. Thì có anh chị mình cứ tham khảo thử vài giống cúc, thì mà còn tư vấn thì có gửi cô anh chị mình vài cái tên cúc mới lạ lạ để anh chị mình xem tham khảo cũng được. Thì cái đấy của anh chị mình cứ chọn ha. Thì bây giờ chiều là con có lên kình vài cái mã số với cái hàng siêu bông Sài Gòn mà thứ 100.000 với mấy cái hàng 50k, có anh chị mình xem được mã nào loại nào thì mình có thể là đặt hàng qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được nha anh chị. Cái nữa anh chị mình lướt ngang kênh thì cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Mà có cần đóng góp ý kiến gì đó mình có thể là comment phía bên dưới và là nhắn tin trực tiếp cho con ha. Con có thể là trả lời của anh chị mình tìm những giống mới cho mình. Nhấn vào chuông thông báo nha chị, khi là con lên video mình nhận được thông báo liền. Cuối cùng là chúc anh chị mình nhiều sức khỏe, em lại có anh chị trong cái video sau. Xin chào tất cả các anh chị mình ạ.